Nha. Quay thường cho lên mở mạng là có tôi đăng lên liền. Giờ ai có ý kiến gì nói nè nha. Phát biểu đi cho giờ, vui coi. Giờ phát biểu này chưa sôi nè. Chưa sôi. Nè. Đó. Không có đâu, bị gì đem lên shop. Rồi đắng một vị cũng y. Cái này nó mà sôi rồi nó giữ độ lâu lắm. À lâu lắm. Lâu quá từ sáng giờ không ăn. Đến cái bây giờ rau rồi luôn, bây giờ là có sớm nè. trực tiếp luôn rồi. Coi đủ không? Đủ ngay bàn giữa bàn không? Giờ không coi. Cái này là chị chặn con. Hả? Máy móc là tùm lum nè. Quỳnh Ngọc. Hưng. Hưng. Này trong câu lạc bộ luôn nha chị. Lớn tuổi với mày ca sung lắm đó nha. Ca là không ai ca bằng luôn á. Khỏe lắm, không có bệnh hoạn gì chứ. Còn nhậu pha pha. Sao ơi? Nè, nói chứ chú có rảnh con mời chú lên chơi bữa nay. Chào bà lên luôn. Chú có nghị sĩ lên nè, nói tiếng Pháp bên chơi nha. Nói tiếng Pháp bên chơi. Rồi rồi rồi, về lên nha. Rồi rồi rồi, xong rồi lên nha. Ông chú con mà. Khi mà lên chơi. Ông nào, sáu nào. Để cho nó sôi cái bỏ mày vô cái ăn được. Vì nó trùng. Tại cái này chín rồi, nhưng mà nóng. Chín, nhưng mà lên sôi rồi. Tại ba cái đau nó trùng mà. Không bị.